Bây giờ tôi nhắc lại một chút về cái display này. Tôi đã tạo ra một cái file mới tên là display.html. Trong này code HTML như bình thường. Và ở đây tôi sẽ viết code internal style. Ví dụ chúng ta có hai thẻ div. Đây div write class write. Và một cái div nữa class left. Đó. Chúng ta nếu mà hiển thị như này, tôi sẽ viết code CS cho nó có cái width bằng 50%. Height bằng 200 pixel. Background là màu light blue. Left. Class left chúng ta cũng có width bằng 50%. Height bằng 200 pixel nữa. Và chúng ta sẽ có thêm cái background bằng light pink. Ví dụ thế. Bây giờ chúng ta chạy cái file này trên trình duyệt thì nó sẽ xuất hiện ra là một hai của không có light pink à. Và đây light pink. Đây là hai cái thẻ nó ngang hàng nhau như này. Được chưa? Như vậy thì bởi vì cái bản thân các cái thẻ div hay là tất cả các cái thẻ về vùng chọn ấy, nó đều có một cái thuộc tính chung được đặt mặc định ở trong phần user agent style sheet này. Cái nào đặt được đặt ở trong user agent style sheet thì nó là những cái CSS mặc định của trình duyệt áp dụng cho các cái thẻ có tên là như thế này. Được chưa? Đây là trình duyệt nó mặc định nó đặt cho như vậy. Và chúng ta nhìn thấy ở đây nó có cái thuộc tính display bằng block. Thì display bằng block thì nó sẽ chiếm nguyên cả một dòng. Cả một dòng. Được chưa? Nó không có thằng nào đứng ngang hàng đâu cả. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể đặt lại cái display của thằng này thành dạng là display là inline. Nó thêm ở đây là display inline trừ block. Và cả thằng dưới cũng vậy. Display inline block và chúng ta giảm width của nó đi một chút. Thì tự động nó sẽ được ủn lên trên. Bây giờ hai thằng cộng vào bởi vì giữa các thẻ này nó sẽ có một cái khoảng cách nhất định. Nó là các cái vùng của border hoặc là của margin hoặc padding. Nó sẽ kể cả các bạn xét nó bằng 50% thì nó vẫn cứ nhích ra một chút, một vài pixel nào đấy. Thì nó các bạn để là 50% thì hai thằng cộng vào 100% nhưng mà cuối cùng nó cũng không được nằm trên một dòng đâu. Thì chúng ta phải xét nó nhỏ hơn một tí, 49 hoặc là 49.5 gì đấy thì nó mới lên trên một dòng. Đấy, 49.5 nó cũng lên. Được chưa? Thì inline block nó là cái thuộc tính line giữa cái thuộc tính block, tức là nó cũng có thể xét được chiều rộng và nó không bị tuyệt đối ăn theo cái chiều rộng của thằng con. Thì đấy là cái thuộc tính inline block. Nhưng mà bây giờ tôi có thêm cái thuộc tính khác. Trong trường hợp này tôi cần yêu cầu như sau. Các bạn đã bao giờ đi mua đồ ở trên mạng chưa? Hoặc là sử dụng vào cái trang mà ví dụ như vậy về đồ công nghệ của chúng ta. Về công nghệ của chúng ta nó hay kiểu là bán dịch vụ, đúng không? Bán dịch vụ thì nó hay có cái phần là phần pricing. Pricing tức là cái giá của các dịch vụ. Ví dụ dùng Windows free thì giá thì tính năng nó chỉ được 3 cái thôi, giá là 0 đồng. Như này đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta trả là khoảng 20 đô trên 1 năm thì tính năng là 4 tính năng cơ. Và đây là giá là 20 đô. Đó. Ở đây là đây là professional. Đây là chuyên nghiệp này. Đấy, cho dịch vụ chuyên nghiệp nó như này. Và chúng ta có một cái ô nữa. Đó là đây là doanh nghiệp. Dịch vụ cho doanh nghiệp thì nó có rất là nhiều tính năng, một đống tính năng. Và ở đây nó rơi vào tầm khoảng 100 đô trên một năm. Con nhìn thấy cái hình này bao giờ chưa? Thế bây giờ làm sao để làm được cái hình này?
chúng ta có một thêm một loại display nữa để giúp chúng ta. Lúc nãy là chúng ta chỉ đơn giản là nhét những cái thằng này lên trên đúng không? Bây giờ chúng ta còn có thêm một cái nữa, đó là nó giúp chúng ta có thể tạo ra ba cái thẻ có độ dài bằng nhau và bằng cái thằng nào dài nhất. Ba cái thẻ có độ dài bằng nhau và có độ dài là bằng cái thẻ dài nhất, chứ nó không phụ thuộc vào bất kỳ cái chiều dài của một trong ba thằng này. Nó cứ kiếm thằng nào dài nhất thì là những cái thằng tương đương trên một hàng nó sẽ dài bằng nhau. Thì chúng ta có cái thuộc tính gì và các cái thẻ gì áp dụng cái điều này? Cái gì đây? Chúng ta có nhớ cái điện là table không? Đi đâu? Lấy gì? Còn nhớ cái table đúng không? Cái table chúng ta có các cái dòng và các cái cell nằm trong một dòng, đúng không? Thì các bạn bao giờ thấy một cái table nào có cái cell bằng này không? Cell nó chỉ ngắn bằng này, còn hai cái khác thì nó dài quá ra. Có. Có ở đâu? Có đâu chỉ được cái. Không thể có được cái chuyện này. Trừ khi là nó là hai dòng. Đây là tất cả là hai dòng và thằng này nó là, đây là Roseman thì mới làm được cái việc này. Thế nếu trên một dòng thì không thể làm được, đúng không? Thì với table ấy thì mặc định các cái cell ở trong cùng một dòng thì cái chiều dài nó sẽ bằng nhau. Và nếu mà thằng này có tích dài hẳn ra xuống dưới thì những cái thằng ở cùng hàng nó tự động kéo dài chiều dài ra cho bằng cái thằng bên này. Được chưa? Thì ở trong CS chúng ta cũng có thể bắt chước được cái dạng style ở trong bảng này. Chúng ta có thêm phần định nghĩa là, tôi lấy cái bút đó, có thêm một cái thuộc tính, à, một cái giá trị nữa của phần display, đó là display table. Chúng ta có display table, nó có thể giúp chúng ta xử lý được cái thùng này. Thì chúng ta sẽ làm như sau với cái display table này. Đấy nha, tôi sẽ xuống dưới phía dưới này. Tôi sẽ có một cái div có class là table. Ở trong này tôi có một cái div nữa có class là td. Cho nó dễ nhỉ. Được chưa? Bây giờ chúng ta xử lý nhá. Đây là div cha, thẻ cha đúng không? Rồi bây giờ chúng ta xử lý những cái thẻ con này trước này để xem nó hiển thị như nào này. Các cái thẻ có cái td là table thì nó sẽ có width bằng 30%, border 1 pixel, solid, màu là màu đen. Đó. Bây giờ chúng ta xem nó như nào đã. Được chưa? Check nhá. Đây. Ba cái nó nằm liền như một dòng. Chúng ta set cho nó thêm một cái 2. 2 bằng 30 bằng 200 pixel đi. Ở hai thằng này tôi sẽ set lại cho nó display là bằng inline block width, thằng này bằng 49%. Rồi. Bây giờ chúng ta xem ba thằng kia nó như thế nào. Nó ủn nhau, đẩy nhau lên, đẩy nhau xuống đúng không? Đây là cái giá trị mặc định của các cái thẻ div. Đúng không? Bởi vì chúng ta chưa ảnh hưởng đến cái display của nó mà. Đúng chưa? Bây giờ tôi sẽ tiếp tục xét này. Với cái thằng cha table chấm table này, tôi sẽ set cho nó một cái display bằng table. Display table. Và các cái thằng con thì tôi sẽ có thể set cho nó là display bằng table cell. Được chưa? Display table cell. Bây giờ chúng ta ngó coi bây giờ nó như thế nào. Ồ đây. Sao nó không rộng được nhỉ? Để tôi set lại xem nào.
2 bằng width. Nếu mà display kiểu này chúng ta không xử lý được width, nếu mà với display table cell chúng ta không set được lại cho nó cái width bằng phần trăm được, mà chúng ta phải set cho nó bằng pixel, để bằng khoảng 300 pixel, chúng ta sẽ có cái vùng nó như thế này. Mỗi thằng này là một cái cell nằm ở trong bảng của chúng ta. Bây giờ chúng ta thử tăng cái chiều dài của thằng này lên nhá. Đây tôi tăng cái chiều dài của thằng này, chiều cao của thằng này lên. Chúng ta set lại cho nó cái 2 bằng 500 pixel. Các bạn thấy không? Một thằng kéo đây thằng này. Cái thằng này này có chiều dài bằng 500 pixel. Các thằng khác tự động kéo dài theo. Được chưa? Các thằng khác này các bạn nhìn này. Nó tự động chủ động kéo dài theo cái thằng mà có chiều dài là lớn nhất. Thì đấy là cái thuộc tính của table, display table và table cell. Được chưa nhỉ? Sau này ấy, khi mà chúng ta làm việc thực tế thì nó không còn cái chuyện là set cái 2 nữa đâu. Không ai set 2 nữa cả. Mà người ta sẽ chỉ chuyển xử lý như sau này. Ví dụ tôi có một cái thẻ P ở đây. Lorem. Lorem là bằng 20, à bằng 5 đi. Rồi tôi duplicate cái thẻ P này lên. Duplicate cái thẻ P này lên. Ví dụ thằng rẻ nhất, dịch vụ rẻ nhất. Đây tôi viết, đây là thẻ H2. Đây là dịch vụ lởm. Dịch vụ miễn phí thì chỉ có 3 tính năng thôi. Đây là 4 tính năng, tôi xóa bớt một cái đi, còn 3 tính năng. Bên này nó sẽ là dịch vụ gì? Dịch vụ cao cấp. Cao cấp thì nó sẽ có 6 tính năng chẳng hạn. Cuối cùng là dạng dịch vụ doanh nghiệp. Thì nó sẽ có gấp đôi, gấp 3 lần nữa lên. Đó. Chiều dài của các cái thẻ nó sẽ phụ thuộc vào cái thằng con của nó đúng không? Thì ở đây chiều của thằng nào dài nhất thì tất cả các mớ này sẽ được đưa xuống cuối cùng. Được chưa nhỉ? Đấy là nó là cái nội dung, cái tính ứng dụng của các của cái loại loại display là table này. Sau này chúng ta sẽ còn có cái 0 đồng, cái 20 đồng, cái bao nhiêu đồng ở dưới kia đúng không? Thì tí nữa chúng ta sẽ, tôi sẽ chỉ cho chúng ta một cái cách để giúp chúng ta là dí kể cả text nó chỉ có đến đây thôi, nhưng mà chúng ta sẽ set up được một cái button nằm tít dưới này, chẳng liên quan đến mấy thằng trên cả. Chúng ta có cái thuộc tính liên quan đến cái việc đấy. Được chưa? Thì ở đây chúng ta học đến cái giá trị thứ 3 của display. Ngoài thứ tư chứ, ngoài block này, inline block, inline, bây giờ chúng ta học đến cái tổ hợp là table và table cell. Thì chúng ta khi mà làm với table cell ấy, chúng ta lưu ý cho tôi, chúng ta phải có một cái thẻ bao ngoài. Thẻ bao ngoài để đánh dấu là cái nội dung, các cái nội dung phía trong của nó là các cái thẻ TD, để cho tương ứng với các thẻ TD. Còn cái bao ngoài này nó chính là cái table, cái nội dung của bảng. Chúng ta đưa nó vào. Được chưa nhỉ? Tương đương với cái việc chúng ta vẽ một cái khung bao ngoài. Đây là cái table, đánh dấu nó là cái table. Đây là các cái thẻ TD. TD ở trong cái bảng của chúng ta. Được chưa? Đấy là cái logic của nó xử lý. Tất nhiên chúng ta không chỉ dừng lại ở những cái giá trị là table và table cell. Chúng ta còn một rổ các cái table nữa cơ. Thế, table cell, table column này, table row này, column group này, footer group, header group, row group. Còn rất nhiều những cái giá trị cho cái thuộc tính display table này cơ. Nhưng mà hãy nhớ tôi là đã sử dụng table thì chúng ta phải có một cái thẻ bao ngoài được set nó là display bằng table. Và các cái thẻ con nằm trong thì sẽ được set là table cell hoặc là table về row để cho nó có cái giá trị bằng nhau. Đây là cell. Được chưa nhỉ? Đấy là một phần nữa. Tiếp tục. Chúng ta ghi chép thì ghi chép đi, tôi sẽ đẩy code lên trên kia. Đẩy code lên trên GitHub. Chúng ta lên đấy để lấy.
đây là cái table cell, table display bằng cái table. Thôi để tí nữa tôi check lại cái này xem vì sao. Chẳng nhiều vấn đề gì. Repository setting. Rồi đây, các bạn chịu khó đọc code một tí nhá. Và yêu cầu các bạn làm lại cái này cho tôi. Làm lại cái phần tính năng này cho tôi. Để đưa nó vào. Cái gì mà CSTML? Thì sao? Đây tôi đã bảo là demo cho các bạn mà lại. Thì demo làm sao cho nó dễ nhìn nhất thôi. Còn muốn tách thì tách được ngay, có gì đâu. Đây thì tách. Vất vả lắm. Rồi, chúng ta sang phần tiếp này. Tôi bỏ bớt cái này. Chúng ta tạo một file mới. Tên là flex.html. Đây chúng ta coi nhá, trong cái display flex này nó như nào. Có một cái div có class là bằng flex. Chúng ta có các thẻ con div class là bằng flex try. Flex try viết text linh tinh vào đây. Và chúng ta có một cái thẻ style có áp dụng cái selector là flex cho là cái class là flex, thì chúng ta có cái phần là display flex. Rồi chúng ta xem nó như nào nhá. Có flex try. Như bình thường đúng không? Nó hiển thị giao diện không khác các cái thẻ bình thường đúng không? Easy kể. Thế bây giờ nếu chúng ta có hai cái thẻ này sao? Các bạn thấy gì? Tự động chia đôi đúng không? Tôi có 3. Tự động chia 3 nữa. Vậy chia đến bao giờ? Sao? Khi có display flex. Display flex tức là nó sẽ tự động nó chia những cái thằng con nó. Chia những thằng con làm sao? Thằng cha này lên cha có cái display flex thì có bao nhiêu thằng con. Nó cứ thế nó bong nhỏ. Những cái thằng con này cái độ rộng của nó làm thành dẹp flex và dẻo mà. Thì những cái độ rộng của thằng con này nó sẽ tự động nó chia. Nếu mà không quy định width cho thằng con thì cái độ rộng của thằng trai cứ thế nó chia đều tất cả thằng con này. Nó chia thì chia cả chiều dài, chia cả chiều rộng. Các bạn lưu ý.
đây là display flex. Tuy nhiên với display flex thì chúng ta chỉ nên sử dụng với chỉ ít thôi, chỉ nhiều không đọc được thật. Chúng ta chia vừa phải thôi, khoảng 2 đến 3 cái cột này thôi. Chứ nếu mà chúng ta chia nhiều quá, nếu ở đây các bạn sẽ tưởng tượng đây là chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái. Chúng ta chia là khoảng 20 cái thì mỗi cột nó chắc là bằng tí, nhỏ xíu, để đọc được cái quái. Đúng không? Tất nhiên khi mà nhỏ quá không thể nhỏ được hơn nữa thì nó sẽ sinh ra một cái thứ là cái scroll ngang, cái thanh scroll ngang ở hai bên ấy. Thanh scroll ngang ở đây này. Đó. Nó sẽ sinh ra cái thanh scroll ngang này và chúng ta sẽ phải kéo ra kéo vào. Đấy, thì cái thuộc tính CS là display flex thì tác dụng của nó là như vậy. Thế nếu mà bây giờ tôi chỉ còn ba còn hai cái thôi nhé, trong trường hợp tôi chỉ còn hai cái try thôi, yeah. Nếu mà cái thằng flex try này thì tôi sẽ có xử lý là class flex try 2.first trừ try, tức là cái class flex try ở cái thẻ HTML có cái class là flex try đầu tiên thì sẽ được áp dụng cái này, có width bằng 700 pixel như này ra, một thằng bằng 700, một thằng bằng phần còn lại, đúng không? Thằng nào bằng 700 ta? Đây first try bằng 700 pixel. Ủa, first try sang bên thằng bên này. Sao lại first try? Sao lại bằng width 728 pixel rồi lại bằng 217.9 nhỉ? Chẳng hiểu. Tôi chia thành 30% nè. Không được, cái width này chúng ta set nó rất là lệch. Tôi cũng chưa thử lại xem cái set cái width cho cái thằng phần tử con nó như thế nào. Bây giờ đấy là cái thuộc tính về display flex của chúng ta. Thì dùng nó thì hãy cẩn thận. Rồi, đấy là chúng ta đảo qua những cái giá trị của thuộc tính CS là display. Được chưa? Bây giờ chúng ta đến một cái phần nữa để sắp xếp này. Đến một phần nữa để sắp xếp này. Chúng ta sẽ sinh ra một thẻ nữa. Xong rồi thuộc tính display rồi nhá. Bây giờ vẫn ở trong những cái CS để giúp chúng ta sắp xếp các cái vị trí. Vẫn là vị trí này. Đến cái phần tiếp theo nhá. Xong chưa? Đến phần tiếp nhá. New file nữa. Chúng ta có float.html. Float.html. Tôi có div. Ở đây chúng tôi có là cái này là left. Cái này là right. Class là left. Cái này là class right. Bây giờ hai cái thẻ này sẽ hiển thị như nào? Cái kiểu gì? Hả? Cái gì? Chồng lên nhau. Đã có CS gì đâu mà trái với phải. Chồng lên nhau là đúng rồi. Đây nhá, tôi viết CS này. Style này, cái thẻ HTML có cái CS, có cái class là left. Thì cho nó một cái border bằng thôi không cho nó background đi. Background là màu light blue. Được chưa? Light blue. Tôi có right. Và min 2 bằng 150 pixel. Ví dụ thế cho nó dài dài một chút cho chúng ta dễ nhìn. Cái class right sẽ có cái CS là background.
là bằng live ping và min 2 cũng bằng 150 pixel. Bây giờ hai thằng này sẽ chắc chắn là sẽ chồng lên nhau đúng không? Các bạn xong đi, còn tôi sẽ demo. Được chưa? Xong chưa? Rồi, đây chúng ta coi nhé. Đây là float đúng không? Hai thằng này, một thằng trên một thằng dưới này, xong chưa? Tiếp tục này, float, chúng nó thuộc tính float left. Float left. Được chưa? Chạy đi, xem nó ra gì. Nó bẹp rúng vào trong. Được chưa? Thế nếu bây giờ xem lại, xem tiếp này. Tôi nhét cái float left đấy vào trong này. Các bạn xem điều gì xảy ra nhé. Float left cho thằng right. Thấy gì? Right nó nhỏ xíu vào đúng không? Thế có phải cái float này nó là cho làm cho các cái phần tử chúng nó bé vào không? Không. Thử nhé. Chúng ta có các cái thằng này, ví dụ đây là in, thằng này cũng có float left. Hai thằng đều có float left và tôi đưa cái thằng right này lên trên. À rồi ok, để như này đi. Hai thằng đều có float left thì chúng ta xem nó như nào. Nó sẽ là dồn hai cái thẻo chúng ta vào với nhau. Thằng nào đứng trước thì thằng ý được vào trước, thằng nào đứng sau thằng ý vào sau. Ví dụ như này. Rồi tôi đưa cái thằng right lên trên. Đưa thằng right lên trên. Thì nó sẽ vào trước đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà đảo ngược lại, tôi vẫn giữ nguyên cái giá trị ban đầu. Nhưng mà tôi set thằng này là right, float right. Thằng dưới cũng float right. Theo các bạn, thằng nào sang bên phải, hai thằng này sẽ bị dồn sang phải đúng không? Thế vậy thằng nào sát cái cột bên phải hơn? Thằng left với là thằng sát bên phải hơn. Đấy, thấy không? Đây là nó ưu tiên đẩy những cái thẻ của chúng ta sang một bên. Thằng nào được đẩy trước thì vào trước, thằng nào xuất hiện sau bị đẩy sau thì vào sau đuôi của những thằng kia. Được chưa? Đó chính là cái logic của cái thuộc tính float left và right của chúng ta. Được chưa? Và sau này ví dụ trong các bạn có nghe đến cái thư viện CS Bootstrap bao giờ không? Nghe rồi đúng không? Có những bạn nghe rồi, có những bạn chưa. Thì đấy là cái thư viện nổi tiếng nhất thế giới bây giờ về CS, là giúp chúng ta tạo ra những cái màn hình rất là nhanh. Thì hầu hết các cái thẻ của nó đều sử dụng float cả. Và bây giờ tôi khẳng định với các bạn là đến
khoảng tầm 60-70% các website trên thế giới bây giờ xây dựng ra đều sử dụng Bootstrap. Thì nó đã sử dụng cái thằng Float này cực kỳ nhiều. Và chúng ta nắm được nó thì chúng ta sẽ giải quyết cái giao diện của chúng ta cực kỳ nhanh. Đấy chứ nhỉ? Nhưng mà chúng ta hãy lưu ý cho tôi một điều. Bây giờ tôi cho chúng ta xem cái này nhá. Chúng ta có một cái div class bằng parent. Và chúng ta bê hai thằng ôn kia vứt lên trên. Nó đang đều float right. Được chưa? Đang float right. Đây chúng ta chạy. Rồi nha. Coi như thấy nó giống vẫn giống vậy đúng không? Bởi vì cái thằng deep kia nó cũng chỉ là chứa thôi mà. Chúng ta nhìn thằng parent. Là cái gì? Kích cỡ của nó bao nhiêu? 1008. Đây là chiều rộng. Đúng không? Thế cái không kia là cái gì? Chiều dài. Thế tại sao nó chứa hai thằng con nên nó lại không có chiều dài? Bây giờ tôi thử nhá. Tôi thử bỏ comment hai thằng float này vào xem nó dài bao nhiêu nhá. Cho nhìn nó dài bao nhiêu? 300 pixel. Tức là độ dài của nó phụ thuộc vào chiều dài của hai thằng con tổng, hai thằng con cộng vào. Đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi để float phát, tại sao nó lại bằng không? Logic như sau. Các bạn hãy tưởng tượng cái màn hình web của chúng ta giống như quyển vở, giống như cái mặt phẳng của quyển vở này. Được chưa? Nếu mà chúng ta có các cái thẻ bằng nhau tương đương với là hai cái đồ vật cứ đặt lên trên như thế này. Đặt lên trên như thế này. Nếu mà display block thì là một thằng đặt trên một thằng đặt dưới. Đúng chưa? Display inline block thì là nếu mà nó chưa chiếm hết diện tích như này là chiếm hết rồi này. Rồi ok, lấy mặt bằng. Ví dụ đây nhá. Chúng ta có một cái diện tích màn hình như thế này. Đây là chính là cái trình duyệt web của chúng ta. Bây giờ nếu mà display block kể cả thằng này nó chỉ chiếm đến đây thì những cái phần tử đi đằng sau nó không được xếp lại ngang hàng mà nó phải đẩy xuống dưới. Đây là display block này. Display inline thì làm cái chiều rộng của cái vị trí của đấy thằng điều khiển máy chiếu nó chỉ rộng bằng này thôi. Các phần tử sau được nối tiếp. Display inline block khi mà chúng ta set cái chiều rộng của cái thằng điều khiển này nó rộng khoảng 50%. Được chưa? Mà cái chiều rộng của cái thằng điều khiển điều hòa mà nó nhiều hơn 50% đây, nó vượt ra rồi này, thì nó sẽ bị đẩy dưới. Nếu nó nhỏ hơn 50% thì nó sẽ được đẩy lên ngang hàng bởi nó chưa chiếm hết độ rộng này mà. Được chưa? Nhưng display cái float nó lại khác. Cái thằng float ấy, đây là cái màn hình của chúng ta đúng không? Hai cái thằng này nó sẽ được tự động đẩy sang một trong hai bên, có thể là một bên hoặc là mỗi thằng một bên hoặc là mỗi thằng hai thằng sang một bên. Nhưng nó sẽ là nó giống như cái bàn tay của tôi, nó giống như cái bàn tay của tôi ở dưới này, tất cả mọi thứ đều nó được lơ lửng ở phía trên, nó được lơ lửng ở phía trên chứ nó không cùng với những cái thằng phần tử nằm bên dưới. Ví dụ bây giờ tôi sẽ xét thêm một cái thẻ nữa, ví dụ thẻ button vào trong cái thẻ cha, tức là cái thẻ có class là parent kia, thì nó sẽ ví dụ bây giờ thêm cái bút vào dưới này nữa thì nó sẽ bị đẩy từ bên trái sang đúng không, ở trên xuống. Thì bây giờ cái bút nó nằm ở đây, hai thằng này nằm ở phía trên cái bút đấy đè lên trên. Được chưa? Đấy là lý do vì sao cái thẻ ở dưới của chúng ta nó không có pixel chiều dài nào. Được chưa? Đây là logic của display float và chúng ta dùng cái thằng này để cẩn thận. Ví dụ như sau. Ví dụ tôi chuyển hết sang là một thằng left này là left nhá. Thì là mỗi thằng một bên. Bạn sẽ nhìn thấy mỗi thằng một bên đúng không? Và bây giờ tôi cho cái thằng left này có một cái width bằng 200 pixel chẳng hạn. Được chưa? Width bằng 200 pixel nó rộng bằng này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ nhét thêm vào trong này, thậm chí là ở đây luôn đi, một cái button hoặc là bất kỳ cái thẻ gì nó có chiều rộng nào đấy.
tôi viết text là click me chấm 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 chấm, được chưa? Button click me. Ủa sao nó ra đây luôn ta? Chờ chút, nằm dưới này hay sao ấy? Tôi không nhớ lắm, nhưng mà nếu mà có cái thẻ nằm ngang thì nó sẽ ủn sang trên, ủn sang bên cạnh. Chờ tí nhá. Deep này. Lauren ra ở giữa nhỉ. Chờ tí nhá. Hai thằng này đang có vấn đề. Deep class. Mình không nhớ cái ví dụ cho cái lỗi này, nhưng mà nó có đấy, có xảy ra đấy. Nó bị che khuất đi. Chờ chút nha. Có mạng gì nhỉ? Đâu? Chưa thấy. Wi-Fi chắc chưa có. Rồi để tôi chờ tôi tí để tôi phát cái Wi-Fi ra. Cái gì đấy? Phan Quân à? Nó không dò thế nhỉ? Float errors CF. Để tôi chỉ cho các bạn thấy là nó có những cái vấn đề bị lỗi. Nếu mà nằm ngang hàng ở phía dưới. Đâu nhỉ? Ok, để phần này tôi ví dụ sau nhé. Chứ tìm này mất thời gian lắm. Có đấy, nó có bị lỗi đấy. Là nó có khả năng che lên những cái phần tử mà nó nằm phía sau. Thì chúng ta tạm thời cứ hiểu cho tôi là cái khi mà chúng ta sử dụng float ấy thì nó có khả năng, ví dụ như ngày xưa chúng ta không thể nào set được mỗi thằng một bên như này, đúng không? Nhưng mà bây giờ với float chúng ta có thể đẩy cái vị trí của các cái phần tử nó sang hai bên như thế này, được chưa? Mỗi thằng một bên, chẳng liên quan gì đến nhau cả. Đó là về cái CS float. À, để xem nó còn phần nào nữa không nhỉ? Background rồi này, border rồi này. Box shadow. Tí nữa đi. Clear clip, column fit, cursor, flex,
gần hết rồi. Chúng ta còn có cái thủ thuật của margin, tôi nhắc lại một chút nữa, chúng ta có cái thủ thuật của margin như sau. Nếu muốn căn giữa một cái phần tử nào đấy cho một cái độ rộng, ví dụ chúng ta có một cái thẻ như thế này, div class bằng center. Yeah. Chúng ta muốn set cho cái thẻ center này nằm giữa của cả cái màn hình của chúng ta. Chúng ta sẽ có cái thuộc tính cho cái thẻ center này. Ví dụ width của nó bằng 200 pixel. Height bằng 100 pixel. Background color bằng màu đen. Đấy. Đố các bạn nó nằm đâu ấy? Loài ra cái lỗi này. Đúng lỗi chưa? Đó, vừa mới nhắc, vừa mới nói khỏi mồm xong bị lỗi luôn. Đây nha, tôi cho nó rộng lên một chút nhá, khoảng 500 pixel. Đúng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Quá. Nó lại thoi ra ngoài. Đây này. Nó lòi ra ngoài 300 pixel. Đúng không? Đó. Cho nên là cái thằng này nó bị che mất này, che mất một khoảng của cái thẻ nằm phía sau nó. Cho nên nó bị thằng này bị biến mất một góc. Thì cái việc này cực kỳ nguy hiểm. Đúng không? Mất nội dung của website là chết rồi. Thì chúng ta có cách xử lý cái này thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Ngay sau cái center. Thì bây giờ cái thằng này muốn đặt vào giữa của website này luôn này. Thì chúng ta có thêm set thêm cho nó cái thuộc tính là margin auto như này được. Các bạn sẽ thấy nó vào giữa. Được chưa? Ngày xưa khi mà chưa có cái thuộc tính margin các thứ kiểu ấy, muốn set căn giữa một cái thẻ nào đấy thì người ta sẽ có cái thẻ luôn là center. Nhét vào đây một cái thẻ center tự động nó sẽ căn giữa. Tự động nó căn giữa luôn. Đây, chúng ta bỏ cái thuộc tính margin auto đi. Nó cũng căn giữa. Nhưng mà cái thẻ center này sắp sửa bị bỏ nhá. Lên phiên bản HTML sau chắc chắn người ta sẽ bỏ nó đi, không dùng nữa, bởi vì cái thẻ này có hoàn toàn có thể thay thế được bằng một cái thuộc tính HTML, thuộc tính CSS. Cho nên là người ta sẽ bỏ cái thẻ center này đi. Được chưa? Cho nên chúng ta cũng không sử dụng cái thẻ center này nữa, mà chúng ta sử dụng cái thuộc tính là margin hoặc là take align cho thằng cha chứa của nó thì tự động là nó sẽ được căn giữa. Được chưa? Còn bây giờ tôi giải quyết cái vấn đề mà chúng ta đang gặp này. Tôi bỏ cái kia đi rồi nó sẽ che mất một khoảng đúng không? Bây giờ theo đúng logic là cái thằng này phải được nằm ở phía dưới sau của cái thằng có chiều dài 200 này thì mới đúng, đúng không? Chúng ta xử lý được bằng cách nào? Chúng ta xử lý như sau. Ví dụ đây là thẻ parent đúng không? Được chưa? Sau cái thẻ parent này thì chúng ta sẽ set thêm cho nó một cái thuộc tính nữa. Đó là như sau. Ví dụ tôi sẽ trước cái thằng này tôi có một cái thẻ div có class là bằng clear fix. Rồi, đây tôi xử lý nó như sau. Cái thẻ có thuộc tính là clear fix. Nó sẽ được áp dụng cái thuộc tính là clear bot. Clear bot content bằng một cái string rộng. Xuống nhá. Được chưa nhỉ? Đây là cách giải quyết cái tác động khi mà chúng ta sử dụng cái thuộc tính clearBot thì tác động của những cái thẻ ở phía trước có cái giá trị float nó sẽ bị xóa bỏ đi, tính từ đấy, tính từ cái thẻ này hất về sau, được chưa, cho đến khi nó gặp một cái thẻ float nữa thì lại được áp dụng float cho những cái thẻ được xét là float. Còn tính từ cái thời điểm chúng ta có clearFix thì những cái thẻ phía sau ấy không còn bị dính cái tác động của thằng clearFix, cái thằng float nữa. Đó là cái cách giải quyết cái vấn đề về float.
xin lỗi các bạn tí nhé. Đó. Vâng. À. Còn mấy đâu? Đây là các thủ tính của chúng ta. Bây giờ xong nhá, đến phần tiếp theo này. Bây giờ đến cái hiệu ứng này. Tôi sẽ cái gì ấy? Bây giờ nhá, tôi sẽ làm cái việc như sau. Khi mà tôi hover vào, tôi dí con chuột vào trong này. Còn thấy không? Tôi dí con chuột vào trong này, thằng này sẽ đổi màu, đổi sang một cái màu khác chẳng hạn, đúng không? Thì chúng ta có các thuộc tính như sau, right day left, đúng không? Chúng ta xử lý như sau, left hai chấm hover, cái sự kiện khi con trỏ dí vào một cái thẻ nào đấy, rơi vào phạm vi của nó phát thôi, là cái sự kiện này sẽ được active, tức là cái sự kiện này sẽ được gọi là khi mà chúng ta hover vào, chúng ta có thể set lại cái các thuộc tính của nó một cách thoải mái. Green. Cái thẻ có CSS, à, có class là left, khi được dí chuột vào sẽ được áp dụng các cái CSS như thế này. Được chưa? Rồi chúng ta xong rồi chúng ta thử thôi, kéo ra tab ra ngoài thử thôi. Left, hover, đúng không? Này. Đúng không? Chẳng phải làm thêm cái gì cả, mỗi dòng. Đã có thể là thay đổi cái giá trị về background thì sao nữa? Hoàn toàn có thể thay đổi các giá trị khác, ví dụ về text, về vị trí hiển thị text hay thậm chí là con chuột. Ví dụ con trỏ của chúng ta hiện tại đang là hình mũi tên đúng không? Tôi trỏ nó sang hình bàn tay nhé. Cursor là pointer. Pointer là con ngón chỉ đúng như này. Đấy. Đấy là hình bàn tay. Cursor pointer. Reload. Các bạn xem. Thấy không? Khi mà một sự kiện xảy ra thì chúng ta có thể set up lại các cái giá trị của cái các cái giá trị của CSS nằm trên cái thẻ đó. Được chưa? Hay thậm chí các bạn hoàn toàn có thể khi mà chúng ta có sự kiện xảy ra với thằng cha. Lưu ý này, khi chúng ta có sự kiện xảy ra với thằng cha, hoàn toàn các bạn thứ nhất là các bạn có thể thay đổi được các thuộc tính CSS của chính nó là một. Được chưa? Hoàn toàn thay đổi được các thuộc tính của thằng con nằm trong nó nữa. Được chưa? Ví dụ như sau. Ví dụ như sau nhé. Đây thằng left đúng không? Tôi có một cái thằng class. Đây là một cái div nữa. À, một thẻ P đi. Một thẻ P. Thẻ P này. Tôi viết chữ lorem, một đống chữ lorem nằm trong này. Được chưa? Nếu bây giờ chúng ta hiển thị nó sẽ như thế này. Đúng không? Xong. Bây giờ các bạn coi nhé. Thẻ left. Tất cả các thẻ P nằm trong nó sẽ có thuộc tính display bằng none. Được chưa? Display none tức là không hiển thị gì cả. Bây giờ chúng ta coi. Bay luôn đúng không? Rồi xong. Khi mà thẻ left được hover vào thì thứ nhất là background chuyển sang màu này. Tiếp theo, khi thẻ left được hover
thì tất cả các thẻ P nằm trong sẽ được xét lại thuộc tính display bằng block. Có anh không? Anh đang phải dùng mạng phát ra điện thoại. Mày quá, đỡ tốn tiền. Tắt ngay. Rồi, có rồi. Bắt được rồi nhưng chưa biết có mạng hay không. Anh thử luôn cho em đi để em xem. Làm gì mà cứ bấn loạn lên hết cả lên vậy. Vừa mới rút. Có rồi. Tại sao mà bên kia bên nó này cắm duy đi sang bên này có mạng bên đấy mất. À, tốt. May hôm nay mình chọn bên này, nhất quyết không sang bên kia. Rồi bây giờ chúng ta reload này, thấy không? Ngoài ảnh hưởng đến chính bản thân nó thì tất cả các thành phần nằm trong chúng ta hoàn toàn để setup được những cái CS cho những cái thành phần nằm trong đó. Thế cái này làm được cái gì? Biết làm được cái gì không? Làm được cái này. Chúng ta nhìn đến phần danh mục sản phẩm nhá. Nó không có gì ở phía dưới đúng không? Thấy không? Đó. Nó sẽ giúp chúng ta làm ít nhất là cái menu đa cấp. Đúng không? Thậm chí còn làm được nhiều thứ khác nữa. Đây các bạn nhìn này. Khi hover chuột vào ảnh nó zoom ra đúng không? Đây. Thấy không? Đây này. Đúng không? Nhưng cái thứ này hoàn toàn làm bằng CS, chẳng có cái gì gọi là cao siêu. Đúng chưa? Đó. Làm như nào? Đây nha, tôi sẽ xem một cái ảnh nhá. Dụ cái center này nhá. Center này tôi để cho màu, để đỡ để màu đen đi trông nhìn bẩn lắm. Rồi, bây giờ tôi sẽ có một cái ảnh nằm trong phần center này. IMG có src bằng public sược image sược cây ngô, cây trừ ngô chấm jpg, jpeg sao nhỉ? Jpeg xong chưa? Rồi bây giờ chúng ta có cái thằng center, cái class là center. Cái ảnh, tất cả các ảnh nằm trong cái center này sẽ có width bằng 200 pixel, margin auto để cho nó căn giữa. Ủa, đâu rồi? Vẫn phải set background bằng center này. Background bằng 700 pixel đi. À bạn nhầm. Xin lỗi. Background bằng green. Bằng gray. Rồi. Bây giờ tôi hover, khi mà tôi set cái giá trị là hover vào cái ảnh này thì tự động cái ảnh nó sẽ được zoom to ra. Đúng không? Tôi làm nào. IMG 2.hover width bằng 300 pixel. Đúng không? Còn nó zoom to, nó zoom chậm hay zoom nhanh ấy, tí nữa chúng ta sẽ xử lý. Zoom chậm hay zoom nhanh thì đơn giản nó là transition thôi. Cái đấy chúng ta xử lý cực kỳ dễ. Đúng không? Đây nó chính là hiệu ứng chứ là cái gì? Được chưa? Một phần trong animation. Tí nữa tôi sẽ tổng kết lại chúng ta cho có những cái sự kiện nào có thể bắt được bằng CSS. Mà chúng ta đến đây rồi chúng ta sẽ lập lại những cái sự kiện với những cái sự kiện và những cái selector sẽ được đi với nhau ở trong CSS. Được chưa nhỉ? Đẩy code lên nhá. Rồi, code lên rồi đấy, ở trong thư mục lesson 7. Các bạn có thể vào đấy để lấy. Xong đi, rồi chúng ta sẽ chuyển sang một phần mới nữa. Hôm nay học rất là nhiều.
cả display này, flex này, float này, rồi thì index các thứ các kiểu, nhưng mà vẫn chưa hết, vẫn còn. Đây là sự kiện này. Mình đi nốt về phần sự kiện nhá. Cho các bạn 10 phút để tiêu hóa những kiến thức vừa rồi. Có gì hỏi hỏi luôn. Và sau đó chúng ta sẽ phải làm cái website của mình. Ta phải cốt lại toàn bộ giao diện của website của mình. Thank you.
Xong đi nhỉ? Tiếp nhá, các hiệu ứng này. Có thể tìm cái hiệu ứng ở trên W3 School. CSS event. Đó không phải cái này rồi. Tìm một loại event không phải. Xem nó đặt ở đâu. Đâu nhỉ? Ố, đây đâu à? Selector. Đây, CSS Selector, quay lại cái mớ này. Đây chúng ta để ý này, ở trong CSS mặc định nó có các cái selector như sau này. Đầu tiên là cái sự kiện active. Active after before checked disable empty enable first try first letter first line first apply focus hover in range invalid length last try. Ủa, nhiều lắm. Giờ rất là nhiều sự kiện ở đây nó có thể xảy ra. Ví dụ ở đây chúng ta ví dụ lại cái sự kiện hover nhá. Đây, code sẽ như sau. Khi mà thẻ A hover thì cái màu nền của thẻ A sẽ chuyển sang màu vàng. Đây. Thấy không? Thẻ A được hover thì cái màu nền của nó sẽ chuyển sang màu vàng. Xong. Tiếp theo quay ngược lại các cái tôi chỉ nói những các cái sự kiện hay dùng thôi nhá. Trạng thái đây gọi là trạng thái này. Tiếp theo đến focus. Chúng ta phải làm focus nhá. Focus là gì? Focus là đây gọi là focus này. Được chưa? Đây gọi là focus này. Tức là con trỏ chuột này nó dí thẳng vào trong cái thẻ đấy. Thì đấy gọi là sự kiện focus. Được chưa nhỉ? Thì ở đây cái thẻ Y của chúng ta khi mà được focus vào thì cái màu nền của nó sẽ chuyển sang màu vàng. Bây giờ tôi thích thì tôi sửa lại thêm vào cái color nó chuyển sang màu đỏ nữa. Đoạn. Được chưa? Đấy là cái sự kiện cái trạng thái là focus ghi vào. Trạng thái đầu tiên là trạng thái hover là khi dí chuột vào. Trạng thái thứ hai là trạng thái focus là khi chúng ta dí con trỏ vào trong. Đây khi chúng ta viết dí con trỏ vào trong thì chữ màu đỏ nền màu vàng. Khi mà focus out ra ngoài thì chữ màu đen nền màu trắng. Được chưa? Chưa? Tiếp theo này, sự kiện active. Cái trạng thái active là khi nào? Nó ở đây nó chỉ ghi là khi mà một cái link được active thôi. Thì bọn này nó dịch chúng ta dịch ra thì nó rất là tối nghĩa. Đây này, sự kiện active là khi này này, dí chuột xuống, không nhấc lên, tôi vẫn dí chuột này, thấy chưa? Khi chúng ta dí con chuột xuống, thì nó sẽ được áp dụng cái background màu vàng ở bên kia kìa, chưa? Khi dí xuống thôi nhá, chứ còn khi hover thì không ảnh hưởng gì cả, bỏ ra thì không vấn đề gì cả, thấy chưa? Chỉ khi và chỉ khi nó dí xuống thôi, thấy chưa? Bây giờ các bạn xem tiếp này, đấy là cái trạng thái active là khi chúng ta đang kích và giữ chuột thì đấy là trạng thái active. Trạng thái tiếp theo luôn này. Thẻ A khi visited thì có cái background bằng màu pink. Visited. Để tôi coi xem cái visited là như nào. Visit
Visited. Đây rồi. Visited. Đây. A à, visited thì color sang màu pink. Chúng ta nhìn thấy gì không? Thế như nào gọi là visited? Chúng ta ở đây có ai đọc truyện không? Không à? Có ai xem phim không? Có bao giờ xem phim bộ không? À, rồi, mấy chuyện bộ phim ngôn tình. Đây, ta như này đây, một ví dụ điển hình. À, đây, Google nhá. Google.com này. Tôi search là không. CSS. Đây các bạn nhìn này. Không biết ở đây nhìn có rõ không. Nhưng mà khi các bạn search ấy, các bạn sẽ thấy là cái màu của thằng này, màu chữ ấy, của thằng này nó khác so với cái màu này. Nhìn kỹ tôi mới thấy. Bởi vì ở trên máy tôi nó hiển thị rất rõ cái màu ở đây này. Nó là màu hơi tím tím. Còn màu chữ này màu xanh. Xanh hẳn luôn. Các bạn search cũng vậy thôi. Tức là sao? Những cái link mà trình duyệt của các bạn đã từng vào rồi thì nó sẽ chuyển thành một cái màu khác, đúng không? Đây, nhiệm vụ nó để làm cái gì? Ví dụ, cái lợi ích, tôi là một thằng rất hay đọc truyện, thì cái lợi ích trước mắt của nó là nó lưu lại lịch sử là cái trình duyệt các bạn đã đọc qua những chương nào, đã xem những bộ phim nào để các bạn không xem lại những bộ đấy nữa, đúng không? Ví dụ đọc truyện hàng nghìn chương của bạn, đọc đến chương 2000 không chẳng bao nhiêu rồi. Bây giờ dở, tự nhiên quên bố mất, không biết phải đọc vào chương bao nhiêu. Dở lại trong một danh sách như vậy, chẳng biết là dừng lại đâu. Đúng không? Thì là, nó sẽ là chỉ cho người dùng biết là người ta đã từng vào cái link nào rồi. Được chưa? Thì cái khi mà các bạn vào một cái link ấy, vào một cái URL nào đấy, thì cái trình duyệt nó có link lịch sử. Chắc chắn là nó có link lịch sử luôn. Và khi mà chúng ta, nó sẽ, khi mà chúng ta load cho một website ấy, nếu mà một cái link nào đấy của chúng ta mà đã vào rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể xét được cái trạng thái của nó là trạng thái visited. Đây, 2.visited. Cái link nào đã visited rồi thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang một cái màu khác hoặc một cái cách nào đấy để đánh dấu. Được chưa? Thì đấy là cái visited và cái lợi ích của nó. Tất nhiên khi mà tôi xóa hết lịch sử trình duyệt đi thì tất cả chuyển hết màu xanh. Chuyển hết là màu xanh như bình thường. Được chưa? Đấy là một vài cái trạng thái khi mà chúng ta tương tác trực tiếp. Khi mà chúng ta tương tác trực tiếp với các cái phần tử trên HTML thì chúng ta có bốn trạng thái chính: trạng thái hover, trạng thái focus, trạng thái visited và trạng thái active. Đây là bốn trạng thái khi mà người dùng tương tác. Được chưa nhỉ? Tiếp theo chúng ta còn vài trạng thái nữa. Nhưng mà các trạng thái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái đến các cái phần tử nằm trên màn hình và chúng ta không có tương tác, không có động chạm gì cả. Mà tự động nó tìm luôn. Ví dụ như sau. Chúng ta có last try. Nhìn xem. Last try. Đây cái thẻ P nào có nó thẻ P cuối cùng ở trên màn hình thì sẽ được áp dụng cái thuộc tính background của màu này, hình như là màu đỏ hay màu xanh gì đấy chẳng nhớ. Đây, chúng ta coi. Thấy không? Chúng ta có bốn cái thẻ P. Nhưng mà chúng ta set cái P 2.last try thì nó sẽ chuyển cái background của cái thẻ P cuối cùng sang màu đỏ. Được chưa nhỉ? Đó. Và cái này sau này các bạn dùng JavaScript cũng có luôn. Được chưa? Nên là phải nhớ. Last try. Tất nhiên đã có last try thì sẽ có first try. First try, đúng không? Tìm cái đầu và cái cuối. Đây là những cái trạng thái mà chúng ta cần phải xử lý, cần phải biết. Xong chưa? Rồi. Để xem còn cái gì nữa. Triggered.
Đây, cái thằng checker này cũng cần phải lưu ý. Đây, cái thẻ input nào được check, đây chúng ta xem này. Thẻ input nào được check thì nó sẽ có height bằng 50 pixel, width bằng 50 pixel, bỏ đi, thấy không? Bây giờ là check này thì nó sẽ được thay đổi cái height và cái width của chính nó. Đây chúng ta xem cái input này, thấy không? Thế 250 và width bằng 50 không? Đó, còn bình thường nó nhỏ xíu không? Giữ cái thẻ này 12x12. Đấy chứ nhỉ? Đấy là cái trạng thái checkered của chúng ta. Được chưa? Bây giờ sang phần luyện tập nhá. Sang phần luyện tập này, chúng ta sẽ lựa chọn một website nào đấy để clone, copy và code easy case. Một chút đã xong rồi, vừa làm vừa học thêm những cái thuộc tính mới. Được chưa? Chúng ta thích trang nào? Để tôi đi code lại cho. Tôi hay làm trang này. Trang này là trước vợ làm ở đây, cho nên mình vào đây mình nhận xét rất là nhiều. Làm sao .com. Đây, trang này, trang tin tức. Cũng khá phức tạp đấy chứ, đúng không? Giờ chúng ta sẽ dàn cái trang này nhá. Dàn trang này luôn, xem nó như nào. Quảng cáo này thì bỏ qua, tất nhiên là chúng ta biết quảng cáo vào đây làm gì. Hả? À? Quảng cáo này thực ra nó là cái ảnh thôi mà, nhét cái ảnh vào là được. Đây này, thấy không? Nó chỉ là cái ảnh, thích thì tôi nhét một quảng cáo cho cô, đơn giản. Có gì đâu. Rồi, bây giờ chúng ta làm phần này nhá, làm trang này nhá. Bây giờ chúng ta vào đi, vào đi. Vào đi đã. Xong bây giờ chúng ta bắt đầu xử lý. Thì trước khi làm một cái gì ấy, bao giờ cũng phải nháp ra đã. Xem chúng ta xử lý cái mớ này như thế nào. Độ phân giải khác nhau. Độ phân giải ở trên cái máy chiếu nó thấp quá, cho nên là nó chỉ zoom được đến thế này thôi. Chứ còn nếu mà tôi rút cái máy chiếu, tôi quay màn hình lại cho các ông các bà thì vớ vẩn, máy của ông các bà còn xấu hơn. Hả? À? Không có mạng á? Không, không có cái thông tin. Không có cái nào? Cái này á? Thế thì chỉ có do ăn ở thôi. Ôi giời, bao giờ học đến PHP sẽ biết cái này nó là cái gì. Bọn Google nó kiếm tiền bằng cái này này. Đấy, nó kiếm tiền bằng cái này này. Nó kiếm hàng tỷ đô bằng cái trò này này. Và các cái site, các cái website ấy, lưu ý này, các cái website mà cho đặt quảng cáo này chúng nó cũng kiếm được tiền. Đơn cử như trang làm sao.com này, mỗi một tháng doanh thu của nó rơi vào tầm khoảng 2.000 đô. Ơ? Một năm, có những năm đỉnh cao của nó là doanh thu vào hơn tỷ một năm cho một trang. À, chuyện bình thường mà. Nhưng mà do cái doanh thu của cái trang này nó chẳng ăn thua đếch gì, cho nên công ty này nó không phát triển được. Nó chỉ để cho nó sống qua ngày. Được chưa? Bây giờ bắt đầu chia này. Chúng ta chia này. Chia từ trên xuống dưới. Thì bây giờ chúng ta chia như thế nào? Làm sao để làm cái phần đầu trên cùng? Sai. Sao được chia? Nghĩ đi. Đầu tiên phải có cái khung bao ngoài này. Kéo dài toàn bộ trang. Được chưa? Sau đó chúng ta nếu mà nhìn vào ấy,
thì chúng ta sẽ thấy là ở trong cái khung này nó chỉ có rộng bằng này. Nếu ở trên máy chúng ta nhìn thấy nó cách ra hai bên một khoảng, đúng không? Đúng chưa? Thế vậy chúng ta lại phải có một cái thẻ nữa cắt từ đây vào trong. Đó, cắt như này. Được chưa? Sau đấy chúng ta làm sao làm một cái ảnh nó bằng này, một cái thẻ chứa ảnh nó rộng bằng này, nhét rồi và nó dí sát bên trong. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ có một cái thẻ nữa cắt ra một khoảng bằng x pixel, nhét một cái form vào đây. Đây là cái form đấy, đây là cái form, được chưa? Kể cả cái kính lúp kìa, nó chính là cái thẻ button. Người ta biến đổi nó thành cái hình kính lúp rồi, nó chính là cái thẻ button đấy. Thì đây, và như thế này thì cái form. Sau đó có một cái phần yêu thích và đăng nhập, nó làm cái thẻ đoạn bằng này và làm sao làm cho nó đẩy vào cái phòng, đúng không? Thì thằng này chắc chắn là có float này, left này, thằng này là float right này, thằng này dọc center, đúng không? Đúng không? Đấy, xử lý xong một phần, được chưa? Tiếp theo đến phần dưới, cái navigation thì giờ sao? Navigation xử lý nhỉ? Nó có nằm trong cái phần này không? Không, bây giờ làm sao? Lại có một cái thẻ nữa bao hết từ bên trái sang bên phải. Xong sao nữa? U thì có U. Nhắc lên cho nó cái background. Background màu xanh này. Đi xuống đi ăn cắp vứt về. Được chưa? Xong rồi sau đấy sao? Chia ra một cái thẻ bằng này nữa. Đúng không? Tại cái thẻ bằng này nữa. Sau đó ở trong này mới là NAV, rồi UL, LI. Được chưa? Còn là cái thẻ NAV chính là cái thẻ này. Chính là cái thẻ có độ rộng màu này. Các cái ẩm thực handmade, gia đình Việt cái thứ kiểu kia, nó chính tất cả từ ẩm thực cho đến phần khám phá này, để cho nó đưa thành một dòng ấy, thì chúng ta đưa nó thành UL. Và các thẻ con nằm trong nó chính là cái chữ ẩm thực là một thẻ LI, chữ handmade là một thẻ LI. Được chưa? Thế bây giờ là này là đây còn nữa ấy. Khi mà hover vào, đúng không? Nhìn thấy cái bàn tay không? Khi mà hover vào có nhìn thấy cái này không? Đó là cái đường dẫn, đúng không? Thì để có đường dẫn này thì là thẻ gì? Đúng rồi, thẻ hyperlink, thẻ A, đúng không? Tức là phải có thẻ A nằm trong thẻ LI. Được chưa? Nhìn thấy nó phải phân tích được chứ. Tiếp. Đó là xong phần navigation nhá. Phân tích tiếp phần dưới này, bỏ qua phần quảng cáo đi, dẹp đi. Đây, đến phần này. Cả một cái cục mớ trên và dưới là một module đấy nhá. Cả trên và dưới là một module đấy. Đây còn cả cái phần này nữa này. Thấy không? Khi mà hover vào thì nó sẽ bung ra một cái đoạn text nào đấy, thì cái này là thừa biết phải làm như nào. Display none, và khi hover vào thằng con sẽ display vào block. Xong. Thế đấy, tí nữa tôi để làm đến tôi sẽ chỉ tiếp sau. Tiếp theo đến cái phần này đúng không? Phần này đúng không? Giờ chia sao? Đó, to với bé cái gì. Khi mà nhắc lên phần này phải nhìn cả xuống phía dưới nữa. Thứ nhất là thấy cái độ rộng của bọn nó bằng nhau ấy, đúng không? Đó, và phần footer kệ nó, chưa động đến kệ nó, dừng ở đây. Thì chúng ta phải có một cái thẻ bao trọn bộ từ cái phần menu kia hất xuống, đúng không? Bao từ phần menu kia hất xuống đã. Sau đó chúng ta sẽ xử lý. Sau đó chúng ta sẽ xử lý như sau. Chia ra một cái cục bằng này. Nó dài hơn một chút nữa. Chia một cục bằng này. Độ dài x pixel nào đấy. Đúng chưa? Sau đó chúng ta chia đôi. Hai cái phần nằm dưới cắt đôi ra như này. Phần nằm trên một thằng chiếm 2/3, một thằng chiếm 1/3, 1/3 cắt đôi nhé. Đúng chưa? Cái này có đúng các bạn theo gần giống đúng không? Đó. Xong, dừng lại ở đây, chúng ta code xong phần này xử lý tiếp.
Nhưng mà chắc hôm nay chưa chắc đã kịp phần hết đâu. Phần logo các thứ kiểu chưa chắc đã xong. Rồi chúng ta thực hành nhá. Tạo một thư mục mới tên là làm sao.com. B vứt vào trong này. làm sao.com. Việc tiếp theo bao giờ cũng là tạo cấu trúc thư mục để chứa các tài nguyên. Thì chúng ta tạo ra các cái thư mục là public CSS, JS và image. Ở trong cái project này chúng ta sẽ xử lý sử dụng thêm một cái thư mục nữa. Đó là phải để có cái hình kính lúp với hình mấy cái đứa trẻ con ấy, thì chúng ta phải sử dụng thêm cái thư viện ở ngoài, đó là thư viện về Foam Awesome, thì nó sẽ là plugin. Plugin là những cái phần cắm ngoài, những cái thư viện ở ngoài chúng ta đưa vào. Và tạo ra đây cho chúng ta một cái trang ở ngoài nhá, ngang hàng với public ấy, là trang index.html. Đây, index nó ngang hàng public nhá, đừng nhầm với nhau. Xong chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ tạo các file cần thiết. File đầu tiên là file main.cs hoặc là style.cs. Trong này chưa viết gì cả. À quên, viết luôn đi. Sao? Tức là áp dụng cho tất cả các thẻ của chúng ta. Thì sẽ có margin 0, padding 0. Bởi vì để nó là mặc định ấy, mặc định thì thẻ body của chúng ta nó sẽ có cái margin bằng 8 pixel. Cho nên là chúng ta phải set nó về 0 để cho nó bỏ khoảng trắng ở các cái thẻ đi. Được chưa? Rồi. Code HTML index. Chúng ta nhét vào đây chữ làm sao.com chẳng hạn. Cái href này sẽ là public sược css sược style.cs. Đường dẫn của các bạn như nào, các bạn ném vào đây như vậy. Xong chưa? Không nhỉ? Chúng ta sẽ có cái thẻ đầu tiên là thẻ header. Thẻ đầu tiên là thẻ header. Vẫn rồi đấy ạ. Xong có một cái phần section nằm trong. Section này sẽ có cái class là container.
thẻ header này tự động nó sẽ làm rộng hết cả màn hình đúng không? Bởi vì cái mặc định của các cái thẻ header, navigation, div các thứ các kiểu thì nó đều là display bằng block. Và display bằng block thì tự nhiên là cái diện tích của nó chiếm nó sẽ bằng 100% cái thẻ trang. Cho nên chúng ta không phải set lại cái độ rộng của nó nữa. Được chưa? Xong chưa? Rồi. Container thì có gì? Chấm container thì nó sẽ có cái width bằng 960 pixel và margin auto cho căn giữa. Được chưa? Rồi. Nếu mà không tin nó căn giữa thì chúng ta chắc là không tin thôi, đúng không? Tôi đang định border vào nhưng thôi, bỏ đi. Tiếp theo, ở trong phần này chúng ta chia làm 3 thẻ. Chúng ta có 3 thẻ div. Thẻ div đầu tiên có class là logo. Logo. Thẻ div thứ hai có class là search bar. Thẻ div thứ ba có class là favorite. Favor. Đây là ba cái thẻ của chúng ta. Xong chưa? Đây là chia khung. Xử lý thằng logo trước. Logo thì có float bằng left. Bất cần biết nó là cái gì, float left đã. Width bằng 25%. Phần này chúng ta sẽ xử lý cho code CS cho phần header thì là viết ở đây là begin header. Bao giờ code của phần code CS của phần header thì sẽ là nằm ở trong phần begin header và end header. Chúng ta comment này để nhằm mục đích sau này chúng ta sửa ở phần nào chúng ta biết cái vị trí của cái vùng nó nằm ở đâu để kéo đến mà sửa. Chứ sau này file CS của chúng ta hàng nghìn dòng thì cũng không biết là chỗ nào với chỗ nào để mà sửa thì cũng há mồm. Phân tách nó ra cụ thể. Hả? Vâng. Cố gắng về xem lại video và làm bài nhá. Được chưa? Rồi, đây CSS style đây. Thích thì đặt cho nó một cái background là bằng màu green đi, cho dễ nhìn. Thằng này chưa có hai đúng không? Chúng ta sẽ set cho nó tạo một cái hai min hai là bằng 70 pixel. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy. Nó trông như này. Đúng vị trí chưa? Bây giờ việc của chúng ta nhét cái ảnh vào đúng không? Đi lấy ảnh của nó về. Nhìn thấy cái ảnh không? Chuột phải vào Inspect. Nhìn thấy cái HTTP này không? Copy. Mở cái tab mới, pẹt xuống, Enter. Chuột phải vào đây. Save image as. Nhắm vào trong thư mục của mình ạ. Public
image, tôi đặt là logo. Đấy, logo.png. Làm lại này, chuột phải vào, copy cái link, mở tab mới, pet xuống, enter, chuột phải vào, save image, lưu vào trong cái project của mình, trong cái thư mục image này. Không nhá. Được chưa nhỉ? Rồi bây giờ nhét cảnh vào thôi. Trong cái logo chúng ta sẽ nhét cái image src bằng public sược image sược logo.png tương vào đấy. À quên, tí quên, cái ảnh này phải nhét trong thẻ A, unwrap bằng JavaScript 2... và chúng ta nhét cái ảnh vào trong thẻ A. Còn này, cái JavaScript unwrap này các bạn có thể chuyển nó sang là dấu thăng. Được chưa? Rồi, bây giờ xem cái ảnh của chúng ta nó như nào. Đúng chưa? Bây giờ bỏ cái background, bỏ width, bỏ height đi. Background bỏ này. Width giữ nguyên, height bỏ đi này. Đúng làm sao trong con không? Được chưa? Đây CS. Logo còn float left, width bằng 25%. Được chưa? Xong. Tiếp theo đến thằng search 3. Lần từng thằng một, thằng search 3 này. Được chưa? Chúng ta cứ cho nó khoảng 500 pixel đi, và nó căn giữa. Đúng không? Copy. Bây giờ có thằng search 3 CS cho nó. Margin auto width bằng 500 pixel, background bằng màu xanh, làm đến đâu là màu xanh đến đấy, và có min 2 bằng 70 pixel, thế cho thằng search 3, thì nó nhét cái form vào giấy sau. Được chưa? Check. Đúng nằm giữa không? Thích thì giảm đi cho nó một ít nữa, khoảng 400 pixel thôi. Đấy, nó co vào bằng này là vừa. Được chưa?
Xong thì kệ nó rồi. Chúng ta check lại đi xem có được không. Tôi làm rất là chậm để chúng ta theo kịp đi nhá. Có ai có vấn đề gì không? Được chưa? Tiếp tục này. Tiếp nhá. Ở trong phần search bar này chúng ta làm một cái form. Bỏ hết mấy cái action này đi. Method, method gì quăng hết. Chúng ta chỉ biết nó là cái form này được rồi. Trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ input. Thẻ input time bằng text. Bỏ hết name và value đi. Chúng ta có cái placeholder là bằng tìm kiếm đúng không? Thì viết chữ tìm kiếm vào đấy. 123 chấm. Viết chữ tìm kiếm vào đấy. Xếp xuống. Được chưa? Form này, input time text này. Được chưa? Cố thôi. Đến đây chưa nhỉ? Không trả lời là tôi cứ thế tôi làm đấy nhá, mà các bạn khó theo lắm đấy nhá. Đừng có im ỉm. Search bar này. Tiếp theo, đến những cái thằng input nằm trong thẻ search bar. Tức là tất cả các thẻ input nằm trong cái thẻ search bar thì sẽ được áp dụng như sau. Như nào chưa biết. Kệ nó đã, bây giờ xem cái giao diện. Đây nó như này. Được chưa? Bây giờ xử lý này. Chuột phải ở đây, xử lý trên này cho nhanh. Width bằng 300 pixel. Có vẻ ổn. Margin auto. Ủa, không được rồi. Search bar này. Search bar chúng ta set thêm cái thuộc tính là text align center, tự động cái thằng này nó căn giữa đúng không? Được chưa? Tiếp theo xử lý thêm cái thằng input này tiếp. Line 2 bằng 70 pixel. Có quá. Như vậy thằng này phải là 350 pixel. Đó. Từ từ nhá, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm. Thế thông thả. 2 bằng 35 pixel. Không. Chờ tí nhá. Vertical align middle cũng được rồi. Không được. Giờ chúng ta xử lý cái khác vậy. Margin. Margin trừ top bằng 20 pixel. Giảm đi. Đây, chúng ta có margin top bằng 15 pixel này. Để giữ lại những cái này để lần sau nó không bị mất ấy. Thì đầu tiên là copy lại cái text align center của thằng search bar đã này. Text align center của thằng search bar. Copy lại này. Lên search bar, pet xuống. Xong một cái. Tiếp theo đến input thì copy nốt cái mớ này. Pet xuống cho search bar input. Đó, lần sau chúng ta reload lại nó sẽ không bị mất nữa. Các bạn làm input đi.
Được chưa? Không nhỉ? Chưa? Rồi, tiếp đi. Tôi hướng dẫn làm xong cái này thôi nha. Xong rồi các bạn về thử ngâm cứu xem cái phần ở bên cạnh cái làm nào. Tôi sẽ có gợi ý. Ở bên nào? Cái gì nhảy xuống dòng? Để đúng đâu? Quay đây. Đã có Mac-in Auto chưa? Có float cho thằng logo chưa? Quit cho thằng logo chưa? Hay nhỉ. Thôi rồi, để tí tôi check cho. Được chưa? Đến đây chưa? Rồi, chúng ta có như này đúng không? Bây giờ sửa tiếp cái thằng index này. Chúng ta nhìn thấy của nó bo tròn đúng không? Mình cũng làm bo tròn. Chuột phải vào đây, đây search bar này đúng không? Reload lại cái cho ship. Rồi. Border trừ radius bằng 15 pixel. Khoảng 20 đi. 20 pixel. Chúng ta nhìn thấy ở trên nó đậm, ở dưới nó nhạt đúng không? Đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển tiếp thành cái gì nhỉ? Border bằng 1 pixel solid. Solid màu là màu DE. Đó, cho nó thanh hẳn đi. Chẳng ai nhìn thấy cái gì. Được chưa? Chúng ta khi mà kích vào nó còn có cái border outline phía ngoài này. Đúng không? Thì cứ từ từ đã, cứ xử lý xong cái thằng border radius và border 1 pixel này đi đã. Copy. Paste vào đây. Border radius bằng 20 pixel, border 1 pixel solid. Thằng DE. Tiếp theo để xử lý cái vùng màu xanh ở phía ngoài này. Vùng màu xanh ở phía ngoài thì chúng ta sẽ có search by input 2.focus, tức là trạng thái mà nó dí chuột vào đúng không? Chúng ta sẽ xử lý cái outline bằng none. Outline bằng none. Cái nằm ở bên ngoài màu xanh xanh đấy chính là cái outline, cái thủ tinh outline của chúng ta. Được chưa? Xong đi nhỉ? Rồi bây giờ coi thành quả. Kích vào không còn outline nữa đúng không? Tuy nhiên các bạn nhìn thấy cái chữ này nó lùi ra ngoài không? Bây giờ xử lý sao? Hả? Mark cái gì nó lùi cái chữ này nó bị ụt vào trong này. Thì phải là padding chữ left bằng 15 pixel chẳng hạn. Được chưa? Padding vào trong. Và bây giờ chữ cho to lên một chút thì có font size bằng 15 pixel nữa. 13 đi, 13 pixel. Đó, copy nốt hai cái dòng này. Nhét vào. Đủ nhiều chưa? Được chưa nhỉ? Xong, cái này vậy rồi. Chúng ta giữ nguyên lại cái bài này nhá. Chúng ta sẽ làm bài tập ra một cái thư mục khác. Bây giờ sẽ là bài tập của các bạn này. Bây giờ vẫn là cái trang làm sao.com này. Được chưa? Vẫn là cái trang làm sao.com này. Chúng ta vẫn về xây dựng lại cái vùng layout ở đây, mỗi cái vùng này một màu. Vẫn là mỗi vùng một màu. Chúng ta sử dụng cái thuộc tính float cho tất cả các cái vùng ở trong cái phần nội dung của nó. Được chưa? Lớp trưởng ghi vào. Xây dựng lại toàn bộ cái layout của cái thằng này.
Tất nhiên không phải chi tiết, chỉ là những cái ô như này thôi. Vẫn là những cái ô giống như bài trước ấy. Được chưa? Mỗi ô một màu, nhưng mà áp dụng sử dụng float. Dùng float cho những cái vùng ô như này. Nếu mà thằng nào bị đẩy lên thì lại clear. Nhét một thẻ vào clear đi. Được chưa? Đó, và chúng ta làm lại toàn bộ các cái layout, các cái vùng của trang chủ trong làm sao chúng con. Được rồi. Không cần ảnh. Không cần ảnh gì cả. Không có nhét một cái ảnh nào vào đấy. Được chưa? Đó là bài tập về nhà của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ, hôm sau chúng ta sẽ học đến position để xử lý thằng nào. Và sử dụng phông motion. Nay ngày 6 á. Nó đang gấp chuyển về tay. Hả? Cái gì vậy?